danh cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Tất cả bà con anh chị em ở trong xứ Hà Đông thân mến, hôm nay tôi phải cảm ơn cha xứ Gioan Battista và cha phó, bởi vì các ngài đã yêu thương, cảm thông, chia sẻ và cho phép tôi được cử hành thánh lễ hôm nay để vừa tôn thờ Thiên Chúa với bà con anh chị em, vừa để xin sự giúp đỡ của anh chị em đối với một nhà thờ nhỏ trong xứ truyền giáo. Và chúng ta đã tham dự thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B, nói về Đức Kitô rao giảng tin mừng và những cái thử thách mà Ngài phải vượt qua làm gương cho chúng ta chống lại ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Trong cái tuần thứ hai, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu mặc lấy sự vinh quang ở trên núi biến hình để nhắc nhở chúng ta những đau khổ đời này không thể sánh được với vinh quang của một ngày kia sắp đến. Và hôm nay Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ để chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta chọn Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài là cái điểm sỉ nhục cho dân ngoại, và xem ra như Ngài là con người không được Thiên Chúa yêu thương đối với dân tộc Do Thái. Nhưng đối với chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Kitô, tin vào cái chương trình thương xót, thì Ngài chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngài chính là sức mạnh và là ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Trong tâm tình đó, anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành hội nhiệm thánh. Và xin anh chị em hiệp ý với các gia đình với y lễ sau đây. Một gia đình tạ ơn Thiên Chúa, một gia đình cầu nguyện cho linh hồn Marta lễ dỗ một năm, một gia đình khác cầu nguyện cho linh hồn Anna, linh hồn Giuse, linh hồn Maria, linh hồn Vero, linh hồn Vincent, linh hồn Francisco, linh hồn Emmanuel, linh hồn John Bautista, linh hồn Đa Minh, linh hồn Cecilia, linh hồn Joaquin, linh hồn Thiên Nhân, linh hồn Thai Nhi và các linh hồn. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Mikae lễ dỗ giáp năm. Tôi thu nhờ cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mới đang vì vậy tôi xin nhận bà Maria trọn đời đồng chính và xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin tất cả mọi người hiệp ý với tôi cầu nguyện sự bình an cho cha xứ, cha phó, cho hội đồng giáo xứ và tất cả bà con trong giáo xứ Hà Đông. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhìn biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đôi nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, làm một với Chúa thánh thần muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Ngày trên núi Sinai, ngày ấy trên núi Sinai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên mặt đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Đó là lời, đó là lời Chúa. Lời Chúa, Chúa có lời, có lời.
tâm ca. Thánh nghi Ngài vâng tên cho đời con Chúa chân thù, lòng chỉ con vui. Chúa có lời cao vời cho đời con sáng bền vững muôn năm. Chúa mãi là hy vọng cho đời con ước mơ. Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điều thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại giao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh. Nhiều điều mà người Do Thái hay còn là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điều điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi và xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: Ông lấy dấu lạ nào cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ khói chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật chính Người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Hôm nay Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ là trả lại cho đền thờ bầu không khí thánh thiêng để con người thờ phượng Thiên Chúa, để con người tế lễ cho Thiên Chúa, để con người học hỏi lời Chúa và để con người lãnh nhận ơn Chúa, cũng như để con người cầu nguyện, tức là tâm sự với Chúa. Cái điều mà Đức Giêsu hôm nay làm thì ở trong Cựu Ước sách Xuất Hành, Chúa đã truyền cho ông Môi-se 10 điều răn để bảo người Do Thái thánh hóa bản thân của mình trong khi phụng thờ Thiên Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em. Và hôm nay Đức Giêsu Kitô đã thánh hiến con người của mình theo ý muốn của Chúa Cha khi Ngài chết trên thập tự giá. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài nói: Người Do Thái thì đòi dấu lạ, những người Hy Lạp thì tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Nhưng với Phaolô và những người tin vào Chúa Giêsu Kitô thì tất cả chúng ta rao giảng về một Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh trên thập giá. Và Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá đó là một điều sỉ nhục đối với người Do Thái, là sự điên rồ với những người Hy Lạp, nhưng với những người tin là chúng ta, Đức Kitô là khôn ngoan, là sự mạnh mẽ, là ân sủng, là sự cứu thoát mà Thiên Chúa dành để cho chúng ta. Thưa anh chị em, như vậy hôm nay chúng ta muốn nói đến cái sự thánh hóa bản thân của chúng ta qua cái việc mà Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Chúng ta biết rằng đền thờ Jerusalem có nhiều cái sân, cái sân dành cho các ông, cái sân dành cho các bà,
cái sân dành cho dân ngoại. Và tính trong cái sân dành cho dân ngoại này mà giới lãnh đạo cho Thái giáo là thương thế, là tư thế, đã tạo cái điều kiện cho khách hành hương ở khắp nơi về Jerusalem có điều kiện, thứ nhất là dâng những lễ vật cho Thiên Chúa, và thứ hai có thể dùng cái đồng tiền của đền thờ để dâng cho việc tu bổ đền thờ, bởi vì người ta không dùng cái tiền của người Roma, giới thống trị dân tộc Do Thái, để dâng trong đền thờ, bởi vì làm như vậy là nhơ uế đền thờ. Và đối với Chúa Giêsu, cái công chuyện này nó không được nằm trong khu vực đền thờ, nó phải nằm ngoài khu vực đền thờ, để đền thờ là cái nơi mà con người thờ phượng Thiên Chúa một cách đúng nghĩa. Các người đem tất cả những thứ này đi, đừng biến nhà ta là nhà cầu nguyện trở thành cái nơi buôn bán. Và như vậy thì chúng ta thấy cái việc thanh tẩy đền thờ Jerusalem, trả lại cho đền thờ việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng cái đền thờ đó người Do Thái đã được Chúa Giêsu giải thích khi Ngài nói: ông lấy cái dấu lạ nào để chứng minh cho chúng tôi biết rằng ông có quyền thanh tẩy đền thờ, đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ? Chúa Giêsu nói: các ngươi cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Đức Giêsu nói về cái thân thể của Ngài sẽ bị người Do Thái, nhất là giới lãnh đạo, sẽ tố cáo, sẽ kết án, sẽ dùng tay chân ngoại là Phi-la-tô và quân lính Roma đóng đinh Ngài trên thập tự giá trên đỉnh đồi núi Sọ ngoài thành Jerusalem. Nhưng khi người ta đã treo người lên thập giá thì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần làm cho người sống lại từ cõi chết, cho nên Ngài nằm trong mộ 3 ngày để Ngài sống lại. Như vậy cái cuộc sống lại của Chúa Giêsu là một cuộc tái tạo nhân loại mới, thế giới mới và cuộc sống mới cho tất cả những ai tin vào Ngài. Như vậy thì hôm nay Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng khi chúng ta tin theo Chúa, chúng ta phải thanh tẩy đền thờ là tâm hồn của chúng ta, là thân xác của chúng ta, là con người của chúng ta. Chúa đã nói ở trong Cựu Ước là ta là vị Thiên Chúa ghen thương, ta không chấp nhận các ngươi vừa tôn thờ ta vừa tôn thờ ngoại thần. Chúng ta nhớ lại cái thời tiên tri Elia, người Do Thái vừa tôn thờ Thiên Chúa vừa tôn thờ Ba An, cho nên có một cái cuộc tỉ thí thần minh nào là thần minh chân thật, quyền năng có thể cứu độ, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Elia đã đề nghị là vua cắt cho 2 con bò. Các sái thần tiên tri Ba An gồm 450 người, họ đông đảo, họ tế lễ từ sáng cho đến giờ kinh chiều. Còn Elia một thân một mình chiến đấu cho Thiên Chúa độc nhất, ông sẽ tế lễ cho Thiên Chúa. Người ta có thể xả thịt con bò đặt trên đống củi nhưng không châm lửa. Cầu nguyện và thần minh nào say lửa bởi trời xuống đốt của lễ thì thần minh đó là thần minh đích thực, chân thực, hằng sống và mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Các sái thần Ba An đã phải kêu cầu từ sáng cho đến chiều mà không có hiệu quả. Tiên tri Elia không những dựng bàn thờ sắp cũ
mà còn ba lần kêu người ta đổ nước ướt cả củi, cả của lễ, và thậm chí những rống nước xung quanh cũng đầy nước. Và khi Elia cầu nguyện thì lửa bởi trời đã thiêu đốt của lễ, để chứng minh Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Thiên Chúa duy nhất, là Thiên Chúa quyền năng có thể cứu độ và mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên anh chị em thấy là sự tôn thờ Thiên Chúa không chấp nhận ngoại thần. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những ngoại thần nào? Thưa anh chị em, chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta có những người ngày hôm nay tôn thờ quyền hành, giống như Ê-rô-đê cả yêu mến quyền hành của mình, cho nên nghe đại vương Do Thái sinh ra, đó là Đức Giê-xu trong bang Bê-lem, thì ông không ngần ngại giết các chàng trai ở tại Bê-lem để hy vọng rằng cái con người Giê-xu đó, cái con người cứu thế đó, nhà vua đó không thể tranh quyền ngôi thứ với nhà vua. Và người ta nói thậm chí là vợ của vua, là con của vua, nhưng có một cái ý đồ là hoán đoạt quyền hành, thì nhà vua cũng không nương tay giết tất cả những người đó. Đây là những người đặt quyền hành lên trên đất hết mọi sự. Hôm nay chúng ta cũng thấy được có những người đặt tiền bạc lên trên sự thờ phượng Thiên Chúa, tìm những cái lợi lộc cho bản thân, cho dòng họ của mình, đó là các thương tế và các tư tế trong đền thờ Jerusalem, mở ra những cái cuộc buôn bán, mở ra những cuộc đổi trác để kiếm lợi. Và chúng ta cũng biết rằng có những người đã đi tìm lạc thú như dân thành Sodoma và Gomorra, khiến Chúa sai lửa bởi trời xuống thiêu đốt. Và dĩ nhiên trong con người của chúng ta còn có dục vọng, còn có đam mê, còn có những cái ước muốn hưởng thụ mà Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải thanh tẩy. Thanh tẩy bằng cách nào? Thưa, thanh tẩy bằng việc cầu nguyện, thanh tẩy bằng việc ăn chay hãm mình, làm phước bố thí. Và thanh tẩy bằng cái công việc bác ái, giúp đỡ những người nghèo. Vâng, Chúa mời gọi chúng ta làm ba cái công việc mà dân tộc Do Thái bộc lộ lòng sám hối. Xin Chúa cho chúng con hôm nay biết thanh tẩy tâm hồn của chúng con, để chúng con đón nhận được ơn phước, được sự cứu độ và sự vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng con. Thưa anh chị em, nói đến cái câu chuyện bố thí, nói đến cái công việc giúp đỡ, tôi, người anh em của chúng ta trong niềm tin phục vụ giáo phận Vĩnh Long 45 năm trong chức vụ linh mục, giờ đây thì Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai là giám mục Vĩnh Long nói với tôi: anh phải xây dựng nhà thờ đồng phủ. Nhưng tôi nói với ngài: thưa Đức Cha, con già. Nhưng mà Đức Cha nói với tôi: anh phải xây dựng, tôi giao cho anh chứ không giao cho bất cứ ai khác. Thưa anh chị em, đồng phủ là một họ đạo nhỏ trong năm họ đạo mà tôi đang điều khiển. Công tác với tôi là cha phó Phêrô Linh. Và thưa anh chị em, năm họ đạo này nằm trên địa bàn 4 xã của Nam, và tôi coi năm họ đạo trong 3 xã, xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước và xã Đồng Phú. Nhà thờ Đồng Phú nằm ở trong xã Đồng Phú, ấp Thuận Lâm. Sĩ số giáo dân thì không có nhiều, 300. Cái họ đạo này có nhà thờ năm 1960, nhưng
nhà thờ được cha sẵn bây giờ là cha Tôma Vẻ xây dựng bằng sắt ốp chín ngược quấn dây chỉ gai đúc bê tông nhưng mà đơn giản như vậy, rồi được xây bằng gạch lấp. Và vì nghèo cho nên là không có làm cái nền cao, do đó đến cái mùa nước nổi thì nước ngập lên đến đầu gối, cho nên sắt ốp chín ngược nó nổ ra và cột thì hư, bờ tường thì sập. Cho nên với giông bão, nhà thờ năm 1980 bị hư hại. Và đứng trước giáo dân thuê trẻ em, giáo dân nghèo, nghèo trong ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là có đất đấy, nhưng làm cho ra bông, ra trái là một điều khó. Khi đã ra bông, ra trái rồi thì lệ thuộc vào vấn đề phân phương và thuốc diệt sâu. Người ta nói bao nhiêu phải mua bấy nhiêu, nhưng mà giá bán về những cái hoa quả thì nó lại tùy thuộc vào trong cái môi trường. Có khi làm ra trái mà bán với giá quá bèo, cho nên là lỗ vốn, cho nên cái cuộc sống đau khổ vất vả. Rồi cái thứ hai là có những anh em phải buôn thức bán bưng ở ngoài chợ, rồi có những anh em thì đi làm thuê làm mướn cho những người khác, và có những người thì đi bán vé số. Cuộc sống thật bấp bênh. Rồi cũng có những người bệnh hoạn, tai biến và ung thư. Do vậy thì cộng đồng Họ Lão Đồng Phú đã có cái sự đóng góp để làm xong cái phần móng. Và Đức cha Phêrô nói với tôi là vì đất nhà thờ bị người ta chiếm cho nên nó chật hẹp, có lẽ nó còn chật hẹp hơn cả Hà Đông này. Cho nên Đức cha nói bây giờ muốn đặt viên đá đầu tiên, vì khí hậu mưa nắng bất thường cho nên anh phải lợp mái rồi mới sang làm lễ. Bởi vì nếu không lợp như vậy mà lỡ đang làm lễ mưa ôm áo chạy đi đâu. Cho nên chúng tôi cũng mới đặt viên đá đầu tiên sau khi lập theo lãnh của Đức cha. Giờ đây để tiến hành cho nó xong nhà thờ, Đức cha có nói với tôi bữa nào anh cho phép tôi sang làm lễ khánh thành nhà thờ của anh. Tôi nói là thưa Đức cha, Đức cha cũng phải chờ đợi cho con một chút. Thứ nhất là chúng con kiếm được thợ, thứ hai là chúng con có tiền trả công thợ, và thứ ba là chúng con có thể chi trả tất cả những phí khoản. Và hôm nay để thờ phượng Thiên Chúa trong một cái ngôi nhà thờ tương đối cao ráo mát mẻ, chúng tôi phải năn nỉ bà con Hà Đông, xin bà con Hà Đông thương Họ Đạo Đồng Phú và rốt tay để giúp chúng tôi có thể hoàn thành ngôi nhà thờ sớm với cái thời gian mà Đức Giám Mục Giáo Phận yêu cầu chúng tôi. Xin Chúa là đấng yêu thương tất cả mọi người chúng ta, tôi không thể trả công bồi hậu cho tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ cũng như là trong cha xã. Cho nên tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng có thể làm được tất cả, ban cho tất cả giáo xứ Hà Đông từ cha sở, cha phó cho đến giáo dân đến các em nhỏ được mọi ơn lành, phần hồn phần xác, ơn sức khỏe, ơn vui vẻ và ơn làm việc tốt đẹp để có thể mang lại sự đầy đủ cho bản thân, cho gia đình, cho Họ Đạo và cho tất cả những người xung quanh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ và cảm ơn anh chị em trong tình yêu Đức Kitô đấng hiến mình trên thập giá vì chúng ta. Tôi tịch, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
chị em rất thân mến. Nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi người Kitô tô hữu tụ họp để thờ phượng Chúa, là nơi Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trong nhà tạm để lắng nghe mỗi người đến tâm sự, để chia sẻ mọi nỗi vui buồn với chúng ta. Và đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự bình đẳng của cộng đồng dân Chúa. Với tâm tình mến yêu nhà Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội thánh là đền thờ mới của Thiên Chúa, nơi các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ hiệp thông với nhau trong việc thờ phượng Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại nhận thấy hội thánh là một công đoàn hiệp nhất trong yêu thương. Nhà thờ là nơi tôn nghiêm, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu ăn mặc xứng hợp và có thái độ tôn kính mỗi khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Nhà thờ là nơi hết sức thân thiết với mọi Kitô hữu, vì đây là nơi họ lãnh nhận các bí tích, hội họp để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, biết ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Thánh Phaolô nói: anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn sống trong sạch, ngay thẳng để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài đã làm cho chúng con trở thành chi thể của Đức Kitô. Con Chúa, xin loại bỏ khỏi tâm hồn chúng con những gì cản trở chúng con trở nên đền thờ sống động của Chúa giữa nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lên trời, ngày lễ thánh thiên diệu huyền, và chiên của hy sinh, đưa yên tế lên muôn sao.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với anh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ những của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mỗi lầm lỗi cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng tri được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đốc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Thầy thức ấy, sau bữa ăn cơm, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mong nguyện Đức Tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cảnh trước tôn nhan
và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô, hai Đức giám mục phụ ta Giuse và Louis của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả các tôi tớ Chúa mà đầu lễ chúng con đã công bố, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con hài xin Chúa thương xót tất cả chúng con. Xin thương đến cha xứ, cha phó, hội đồng giáo xứ và tất cả anh chị em tín hữu của xứ Hà Đông chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thân và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha mẹ hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thanh nhi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy
đây trên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ đền trên Thiên Chúa. Này Chúa, con chẳng đáp Chúa đến tiếng lòng nhà của con. Thank you.
đời. Cùng những người trên đường chân vui say, tay ôm khói hương, người đổ vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho hồn đầy tơ vương. Giữa tao thấy xin ta lỗi những ngày đã qua, yêu chân loài người để lát cha hiền hòa. Giữa tao thấy xin lần nữa những lần thứ tha cho muôn bóng chim để mong cánh diều hiền, con nay đã quên không mang tình vô biên, con tay chắp tay quỳ đầy dáng hào gầy, mong xin Chúa thương cho về bé yêu thương. Con rất đau thay xin tha lỗi những ngày đã qua, yêu chân loài người đến an cha hiền hòa. Con rất đau thay xin lần nữa những lần thứ tha chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin tất cả quý ông bà, anh chị em thương giúp họ đạo Đồng Phú để nhà thờ Đồng Phú sớm được hoàn thành. Xin chân thành cảm tạ và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ sang chúc anh chị em đi bình an. Amen.